Chào mừng tất cả anh em đến với kênh Toàn Điện Máy Vũ Audio Nam Định. Như anh em đang được thưởng thức chất âm của cặp loa mà mình đang test trước máy quay và giới thiệu với toàn thể những anh em hâm mộ audio cặp loa Kenwood KN999X được hãng Kenwood và hãng Chiyo, hai hãng loa nổi tiếng đến từ Nhật Bản thiết kế, và đây là một trong những model lớn nhất của hãng Kenwood với công suất của cặp KN999X lên tới 640W và độ nhạy tới 98 dB, và được trang bị một quả súp bát với đường kính là 42 nam châm từ rất lớn, sở hữu gân vải tẩm dầu mềm phong cong, mũi cam sành, một trung âm 16 đường kính ruột loa, một kèn gang 20 và một quả siêu kèn với đường kính 10 cm, và kết hợp cùng một quả check kèn hỏa tiễn mặt sáng quắc như là inox như anh em đang được thấy trước máy quay. Với tổng thể cấu hình của cặp loa rất là sang trọng, có thể nói rằng nhìn độ gấu và độ đẹp cũng như là độ sang trọng thì đây là một trong những cặp loa mà rất đáng quan tâm và rất đáng để chơi. Với phần thùng vách của nó được trang bị vân gỗ tuyệt đẹp, và anh em vệ sinh qua thì có thể nó bóng như là soi gương. Tất cả anh em lưu ý quan sát đây của tôi với cặp loa mà đang hiển thị trước máy quay thì nó còn đẹp tới 90% và nó còn nguyên zin, hàng công Nhật mà được tuyển chọn khá là kỹ lưỡng so với rất là nhiều những cặp loa khác. Ngay từ cái e căng của nó, một nốt lủng như cái tăm cũng không có, và tổng thể loa đều đẹp xuất sắc. Với cấu hình mà như tôi vừa giới thiệu sơ bộ thì anh em có thể thấy được rằng đây là một trong những cặp loa mà được mệnh danh nó là dàn nhạc sống di động trước mặt, và nó có thể trình diễn tái tạo lại một không gian âm nhạc cho anh em thưởng thức giống như là đang được ngồi trước một ban nhạc mà đang thể hiện cho anh em nghe. Với tiếng bass đánh rất uy lực, anh em có thể cảm nhận qua tai nghe thấy rằng tiếng bass của nó đánh thì tôi huỳnh rất lớn và nó đủ sức rung phòng 100 mét vuông. Và với những tiếng nhạc cụ gõ, chúng ta có thể cảm nhận thấy rằng nó rất gần gũi và nó giống như là chúng ta đang thưởng thức một cái bản nhạc mà được một ban nhạc thể hiện ngay trước mặt. Anh em có thể mang tai nghe và thưởng thức chất âm chi tiết nhất của dàn nhạc sống di động này với công suất 640W, độ nhạy 98 dB và là lớn nhất của hãng Chiyo và hãng Kenwood. Và mình cũng đang phát triển kênh YouTube của mình ngày một lớn mạnh, và rất là nhiều sản phẩm mình sẽ cập nhật liên tục cho anh em đăng ký kênh và theo dõi. Rất mong sự quan tâm ủng hộ đăng ký kênh cũng như là anh em khi sau khi mà xem clip này và sẽ ủng hộ cho mình một like, và mình mời anh em cùng thưởng thức tiếp với kênh Toàn Điện Máy Vũ Audio Nam Định. Xin chân thành cảm ơn toàn bộ anh em trên cả nước.
anh em thấy rằng có giống một dàn nhạc sống ngay trước mặt không ạ? Mặc dù rằng tôi tin rằng anh em thưởng thức qua điện thoại, nhưng mà anh em vẫn cảm nhận thấy rằng tiếng bát đánh rất tốt, rất sâu, rất uy lực. Trung âm của nó với những tiếng nhạc cụ gõ và những cái tiếng leng keng nhỏ nhất được tổ hợp check cũng như là quả trung âm lớn thể hiện cho anh em thưởng thức thấy rằng cái chất âm mà một cặp loa không hổ danh là lớn nhất của hãng Chiêu và hãng Kenwood với KN999X. Công suất tổng của nó 640W và độ nhạy 98 dB. Anh em lưu ý không chỉ riêng nghe các dòng nhạc xuất sắc, mình đã test rất là nhiều clip từ nhạc trẻ, nhạc remix hay là nhạc hòa tấu nhẹ nhàng hay là bolero và nhạc vàng, nó thể hiện rất là mềm mại và chi tiết với cặp loa lớn nhất của hãng. Và bởi vì độ nhạy cao tới 98 dB và công suất lớn cũng như là trang bị các loa gấu nhất hãng thì nó cho phép người chơi có thể sử dụng hát karaoke trên cặp loa này tuyệt vời. Mình chỉ có thể nói với anh em một điều rằng rất tuyệt vời. Và anh em có thể sở hữu những chất âm rất lớn mà không lo vấn đề cháy chéc và hỏng loa như là một số cái cặp loa khác. Nếu để mà so chất âm, ví dụ như là anh em chơi những cái cặp BMB hay bốt nhỏ thì không bao giờ có cửa mà so nơi hát với những cặp loa khủng long của hãng này. Và chúng ta cùng quan sát nướt lại mỗi một bản clip thì mình sẽ nướt cho anh em cùng tham khảo cấu hình. Với một quả súp bát với đường kính 42, anh em cùng quan sát tay của tôi ạ. Một gang này, hai gang chưa hết này, sở hữu là mũi cam sành, nó y như vỏ của cam sành và nó rất cứng. Gân của nó sở hữu là gân vải phong cong và nó mềm như là vải áo mà anh em đang mặc. Đây được gọi là siêu mềm và siêu bền, anh em lưu ý. Với phần nam châm từ to bằng rưỡi cái đĩa CD khi kết hợp với hai lỗ hơi nằm dưới chân thở về mặt trước thì uy lực bát của nó mạnh, nó là điều đương nhiên với những căn phòng hàng trăm mét vuông. Khi anh em ghép âm ni mà công suất khỏe một chút thì nó mang lại cho uy lực đánh rất tốt mà khá là nhiều những đối thủ phân khúc bát 40, bát 42 mà không địch nổi với cặp KN999X này. Một trung âm với đường kính tổng lên tới 18, đường kính ruột loa của nó là 16, được phân làm 3 ô và được quả bi cầu tròn nằm chính giữa làm trung tâm và nó ngăn làm 3 ô và chất âm sẽ đi từ 3 ô này đi ra. Một quả kèn gang đường kính miệng 20 cm, phân làm 3 ô và âm của nó cũng đi từ 3 ô này ra. Chúng ta thấy rằng đây là một quả nửa trung kèn và nửa check kèn, hỗ trợ 50% về những tiếng gõ mà anh em vừa nghe nó leng keng ở trên đây, hỗ trợ cho phần trung âm và đồng thời nó hỗ trợ 50% cho tổ hợp check bên trên. Một quả check kèn, đây là một quả check kèn gang họng tên lửa nằm sâu từ bên trong chõ ra, rất công suất rất lớn. Và một quả siêu check hỏa tiễn, mặt của nó sáng quắc như là inox, được kết hợp với hai quả check này thì và khi được sự hỗ trợ của quả kèn khủng bên dưới thì nó tạo thành cho một tổ hợp check mà rất là nhiều những cặp loa đắt đỏ trên thị trường không địch nổi về giải check của cặp KN999X này. Phân tần thì cũng được đặt ở ngay mặt trước vị trí trung tâm và anh em có thể điều chỉnh các chế độ nghe hợp lý nhất ngay trên phần mặt trước. Với tổng thể mặt của nó được trang bị là màu đen nhám và thùng vân gỗ bóng như soi gương, anh em có thể quan sát nó rất bóng ạ, rất đẹp ạ. Và kết hợp với sự trang trí nổi bật của cặp loa gấu nhất của hãng Kenwood và hãng Chiêu hợp tác này thì chúng ta có thể thấy được rằng đây là một trong những tuyệt phẩm loa, không riêng gì cho nghe các dòng nhạc và karaoke mà nó còn là một trong những cặp loa được trưng bày cho phong cách rất là sang trọng và nhìn nó rất là gấu so với những cái cặp loa khác. Trong khi tầm tiền thì hoàn toàn hợp lý, với 17 triệu đồng anh em có thể sở hữu ngay được cặp loa nguyên zin tới từng cọng bông, hay là xin lỗi anh em rằng tới được gọi là nguyên zin từ bụi bãi, hoàn toàn không có mông má sơn tút bất cứ một góc cạnh nào và các loa của nó còn nguyên bản, có thể nói rằng đẹp tới 90% qua clip mà soi test kỹ như thế này. Và mình test cũng rất là nhiều các dòng nhạc, anh em có thể theo dõi các clip mà trên Facebook của Toàn Điện Máy Vũ Nam Định cũng như là trên kênh YouTube của Toàn Điện Máy Vũ Audio Nam Định mà mình đã test và giới thiệu rất là chi tiết từ những bài đăng cho tới chất âm của cặp loa này. Không riêng gì một dòng nhạc mà các dòng nhạc mình đã test rất kỹ nữa và anh em có thể yên tâm tuyệt đối khi chốt cặp loa này để cho mình có một dàn nhạc sống động đặt ngay trong không gian phòng khách mà nó sẽ làm tôn lên sự sang trọng và sự hiểu biết cho anh em khi mà sở hữu những cặp loa bỏ ra đồng tiền có thể nói rằng hoàn toàn xứng đáng với tầm tiền mà anh em mà đầu tư. Và mình cũng qua clip này thì mình cũng rất mong sự quan tâm và ủng hộ đăng ký kênh của anh em audio trên cả nước cũng như là
anh em ủng hộ cho mình một like để kênh của mình phát triển ngày một tốt hơn và sẽ rất nhiều những sản phẩm mới và đẹp xuất sắc tới tận tay người tiêu dùng như một số anh em đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, và rất mong sự ủng hộ của anh em và mình sẽ cố gắng mang lại cho anh em được những sản phẩm mà sẽ hoàn toàn phù hợp với những anh em chơi audio kỹ tính nhất trên toàn quốc. Và xin cảm ơn một lần nữa, mình chỉ biết nói là rất là cảm ơn những anh em theo dõi và ủng hộ, và những anh em theo dõi clip này thì mình cũng rất mong sự quan tâm đăng ký kênh cũng như là ủng hộ cho mình một like. Và xin mời anh em bây giờ lại cùng quay trở lại thưởng thức tiếp chất âm của dàn nhạc sống đến từ Nhật Bản này.
Anh em cảm nhận thấy không ạ? Với những tiếng bát đánh rung tường nhà tới căn phòng hàng trăm mét vuông, nó được cặp KN999X này thể hiện rất là xuất sắc. Và với nhạc vàng thì sao ạ? Những bản nhạc vàng cổ của những thập niên 80. Anh em cùng thưởng thức thêm một đoạn nữa. Clip nó cũng hơi dài, nó quá thời hạn một chút và mình xin phép sau đoạn này mình sẽ cắt clip. Và cũng rất mong sự quan tâm ủng hộ của anh em đăng ký kênh cũng như là cho mình một like sau mỗi một đoạn test trên kênh YouTube mà mình mới phát triển. Và xin cảm ơn toàn bộ anh em audio cả nước. Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa bản thân, ngoảnh ngơ như người xa lạ, người mình bao năm chân gối bây giờ còn dối gian nhau. Mấy ai trong đời hiểu thấu, tiền khô cháy túi có ai hiểu ta. Nhiều khi bỏ đi như kẻ không nhà, đọa đầy trong cơn men đắm. Ôi đời còn lắm phong ba, biết bao ước vọng trôi qua. Còn nhớ bao năm xa rồi, đời vui tuổi đỏ dòng chơi. Đến với tôi như mây hững hờ mây trôi. Từ khi biết nhớ biết thương rồi yêu, là khi biết đau biết khổ chấm thiều. Người đời điêu qua gian dối, phim xa xôi có chăng chỉ là mơ thôi. Tiền khô cháy túi có ai hiểu.